Chú có bài tập trên diễn đàn đó là mình có những câu chuyện gì về người khác mà có thể mình không có nhận ra. Mình nghĩ người này là thế này, thế này, thế này, thế này. Có câu chuyện rồi đó. Có một loạt những ý nghĩ, những cái định nghĩa về người đó. Thường là nó phê phán. Mà cái đó đó mình không có nhận ra đó là nó là câu chuyện của mình về người đó, và mình thấy nó hiển nhiên quá, không có gì phải xét lại, người đó là như vậy thôi. Mỗi lần mình thấy cái mặt người đó cái mình câu chuyện nó chạy, trong đầu mình nó chạy câu chuyện này. Người này là A B C D đó, tức là những cái định nghĩa của mình về người đó, và mình thấy nó hiển nhiên quá, đúng rồi, người đó là như vậy thôi. Thì đó là cái ý nghĩ của mình. Mình sẽ có cái tác tác dụng của cái ý nghĩ đó, tức là có cái nghiệp của những cái suy nghĩ đó. Và mình thấy nó hiển nhiên, mình không có xét lại, mình không có nghĩ là mình đang phê phán, mà mình nghĩ là mình đang phát biểu một cái sự thật về người đó. Mà sự thực đó, đó là chỉ có mình thôi, chứ không ai biết hết. Mình là tác giả của cái những câu chuyện thì các bạn để ý đi, trong mỗi người đó mình đều có những câu chuyện về người này về người khác, và thông thường là phê phán, là tiêu cực, nhất là những người mình không có thích đó, có hiềm khích, mình có câu chuyện với họ. Thì mặc dù không có tác giả, không có cá thể biệt lập ở trong mình, cái hậu quả của những cái suy nghĩ, của những việc mình làm, của những cái lời mình nói đó là nó có. Và cái câu chuyện của mình về người khác á, nó làm cho mình xa cách với người đó, làm cho mình phân biệt. Cái hệ quả xấu nhất của những cái suy nghĩ đó đó, phê phán đó đó, là cái sự tách biệt giữa mình với người đó, có sự phân cách. Tôi không phải người đó. Người đó là thế này, thế này, thế này, thế này, A, B, C, D. Tôi cũng có như vậy. Tác dụng của những cái phê phán đó, đó. Là mình có như giống người kia. Không có xấu xí, không có cọc cằn, không có. Gì đó. Thì để cho không gian bên trong của mình nó được trong sáng, được sạch sẽ, được thánh thiện, thì mình phải ý thức về những cái hiển nhiên đó mà mình không có biết. Hiển nhiên là những câu chuyện của mình về người khác. Mình có thể nghĩ con mình là thế này là thế kia, là mình có câu chuyện về người đó. Mình nghĩ sếp mình là thế này là thế kia, bạn mình là thế này là thế kia, ba mình, mẹ mình là thế này, là thế kia. Lúc mình có những ý nghĩ phê phán về người khác ấy, thì cái vô minh về cái sự có thật của một cá thể nó càng mạnh, củng cố hơn, càng mạnh mẽ hơn. Tại lúc đó mình thấy mình không có phải là người kia, tức là có cá thể, đúng không? Mình là bên này, người kia là bên kia, hai người không có dính nhau.
Mình thắc mắc tại sao mình không có thấy gần gũi với người đó. Bây giờ các bạn làm bài tập xem trong đời mình có những người mà mình thấy không gần gũi. Các bạn sẽ khám phá ra là mình có những câu chuyện về họ, về người đó. Và những câu chuyện đó đó nó làm cho mình xa cách với người đó. Mà cái hệ quả xấu nhất đó, nó là cái sự phân biệt. Nó tạo cho mình tạo ra một cái ấn tượng về một cá thể ở bên mình. Mình trở thành tách biệt. Mình trở thành một cá thể biệt lập. Đó là cái mà hệ quả xấu nhất của những cái suy nghĩ đó. Mình làm cái thì việc làm thứ sao thì mình khổ, mình sẽ tự tách biệt mình với đời sống. Cái khổ nhất chính là cái cảm giác về một cá thể biệt lập mà mình tin là có thật, mình là cái cá thể đó đó, cô đơn lạc loài. Các bạn nhìn trên màn hình đó, mình có cảm được là mình và những người không phải là mình đâu, những cái ô này là không phải mình, 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 không phải mình. Các bạn có nhận ra cái đó không? Mình và những người không phải mình, những cái không phải mình, những cái ô hay là không phải là mình, có cái đó đó. Thì cái và mình không phải mình đó, đó là phân biệt đó. Trong đạo Phật gọi là phân biệt. Cái gì là tôi, cái gì không phải là tôi. Con mình đó, của mình, nhà mình, xe mình, đó, những cái phân biệt đó. Chồng mình, vợ mình, nhóm mình, nhóm của mình. Các bạn nào muốn chia sẻ về cái ấn tượng về sự có thật của mình không? Tôi đó. Lúc mình ở trong cái tâm thức đó thì mình cảm thấy như thế nào? Có vấn đề gì? Lực có chia sẻ trên nhóm đó về cái nhận thức về bản thân mình đó.
trong cái video clip ngắn ấy. Cái đó nó có cái khoảng cách giữa mình với cái mình gọi là mình, gọi là tôi, cái nhân vật tôi. Thông thường mình với tôi, mình với cái tôi của mình nó sắc rạc nhau, không không có khoảng cách. Mình có thấy được mình là như thế nào. Để thấy được mình như thế nào thì nó cần có khoảng cách, và khoảng cách đó nó không thể mà tạo được bằng cái tâm trí. Lực cháu đã làm bài tập chưa? À sorry, chú quên, chú xin lỗi, chú mình là chú đã là tủ, chú gọi tủ À Tú hả? Dạ. tủ thầy giáo gọi. Dạ. Hôm nay cháu là học sinh hư, cháu không nhớ bài tập của chú sao. Bài tập cái chủ nói là về những câu chuyện mình có trong đầu mình về người này người khác á cháu. À có nhiều lắm chú. À cháu cho ví dụ đi. Hôm trước cháu hôm trước vợ bảo là anh là người không hay phán xét người khác, không chê bai người khác nhỉ, em chưa thấy anh bao giờ. Nhưng mà xong rồi cháu mới hỏi lại vợ là đố em tìm được một người mà anh chưa bao giờ anh phán xét đấy, chỉ là anh không nói ra thôi nhưng mà trong đầu anh phán xét nhiều lắm. Đúng là à, như thế chú ạ. Còn cô biết câu hỏi của chú là cái gì nhỉ? À, là vẽ 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 một câu chuyện đúng không ạ? Thì hồi Vẽ nãy một lúc câu mà chuyện cháu cháu người. chưa vào đó thì chú có nói là thế này này, trong đời sống bình thường đó, trong sự thật tương đối đó, thì mình nghĩ là mình có thật đó. Mình nghĩ là mình có thật, có một cái nhân vật gọi là tôi, nhưng mà trong cái sự thật tuyệt đối đó thì nó không có một cái nhân vật như vậy, không có một cái tôi đó, không Vâng. có thể biệt lập được. Tuy nhiên những cái điều mình nghĩ, mình nói, mình làm, mình là mình dùng cái chữ về tôi, cho nên là không có thì mình đâu, đúng không? Không có thì mình đâu, nhưng mà không nói chuyện mình thì nó cái câu nó thành câu kẹo được. Phải nói là mình trong ngoặc kép. Cái mình ảo tưởng đó nó không có, nhưng mà nó có tác dụng của những cái việc mình làm, của những cái điều mình nghĩ, của những cái lời mình nói. Thành ra đó, mặc dù không có tủ, nhưng mà những cái phê phán của tủ, những câu chuyện của tủ phê phán về người này về người khác là nó có tác dụng của nó, cháu hiểu không? Nó có cái ảnh hưởng, nó có cái hậu quả của những cái suy nghĩ đó. Thì mình nói câu chuyện là cho nó phổ biến thôi, thực ra nó là suy nghĩ đó, đúng không? Câu chuyện là suy nghĩ đó, những cái suy nghĩ của mình, những câu chuyện của mình về người này về người khác ấy. Mặc dù không có tủ, nhưng mà cái hậu quả của những cái suy nghĩ đó nó có, nó làm củng cố cho cái sai lầm về một cá thể. Lúc mình nghĩ đó, người đó như thế này thế này thế này, ABCD đó, nghĩa là sao? Câu Tôi cũng như vậy, câu tủ hay ngầu không? luôn, cái đáng học sách bán vô cho anh. Trang, nghĩa là mình không như vậy. Đây này đây. Tại đó không bé. Trang không có được bật mic lên. Lúc mà mình phê phán người khác ấy, là mình ám chỉ là mình không như vậy.
đúng không? Cái người đó là như thế này, thế này, thế này, người đó là bủn xỉn, người đó là lộ mạng, người đó là gì đó, có nghĩa là mình không như vậy, có đúng không? Đúng đúng không? Đó thì cái đó đó, lúc mình phê phán ai là mình củng cố cái ấn tượng về một cá thể là mình là có thật mà mình không như vậy, đúng không? Thì cái hệ quả, cái hậu quả của những cái phê phán đó chính là củng cố một cái là sai lầm về chính mình, về cái tôi có thật. Mà nếu tôi có thật á thì tôi sẽ không có happy đâu, không có hạnh phúc gì đâu. Tôi có thật là vấn đề lớn nhất á. Cái khổ lớn nhất của mình là mình có thật á, là có một cá thể là tôi rồi. Tôi là như thế này thế kia. Tôi là chịu đựng, tôi là có nhiều khó khăn, tôi là thế này, tôi là thế kia. Thành ra đó mình nhận ra là mình có những câu chuyện về người này về khác là mình đang tạo nghiệp đó, gọi là khẩu nghiệp. À không, cái đó là ý nghiệp chứ không phải khẩu nghiệp, cái đó là ý nghiệp, là mình dù mình chưa nói ra thì nó là ý nghiệp, mà mình nói ra thành khẩu nghiệp luôn, cả hai luôn, mà mình còn đánh người ta nữa là mình là coi như là vừa thân vừa khẩu vừa ý, tức là ba nghiệp luôn. Mặc dù không có một cá thể nhưng mà cái nghiệp, cái ảnh hưởng của những cái lời nói, những cái hành động, những cái suy nghĩ của mình là có thật, mà sẽ tác động lên cái là mình này, có hiểu không? Cháu không thích người đó, cháu có những câu chuyện với người đó, tự nhiên cháu không có gần người đó được, và mình thấy người đó là mình giảng cái nhãn của những câu chuyện của mình đó, người đó là ABCD, mình giảng cái nhãn lên người đó và mình có khoảng cách với người đó và mình tạo nên một cá thể là mình. Đó là cái hậu quả của nó, đó là cái hậu quả mà sâu nhất của nó là như vậy, là mình tưởng là mình có thật và mình phân cách người đó, mình phê phán người đó. Thành ra đó, để ý xem mình có câu chuyện gì về người nào đó thì phải nhận ra cái đó và biết là mình đang tạo nghiệp. Ý nghiệp, ít nhất là ý nghiệp. Và đó là cái mình mang theo, đó là gia tài của mình đó. Là những cái việc mình nghĩ, mình nói và mình làm. Mà hiểu được như vậy sâu sắc thì mình sẽ biết là mình muốn như thế nào, mình muốn nói cái gì, mình muốn làm cái gì, mình muốn nghĩ cái gì. Tại vì những cái đó, đó nó có cái tác động của nó có cái hậu quả của nó, mình gọi là nghiệp. Nhưng mà chữ nghiệp á, phải hiểu đó, nó là không phải cái gì mà gò bỏ đâu, nó là một cái gì đó tự nhiên, quy tắc đó là tự nhiên, gọi là phản lực á, mình ném cái bánh vào tường nó dội lại, cái lời mình nói nó có cái tác động đó, nó lan ra. Phải nghĩ nghiệp như vậy đó, nó thoáng như vậy đó, đừng nghĩ nghiệp là cái gì bỏ buộc. Thành ra mình ý thức được cái tác động của lời nói, hành động và suy nghĩ thì mình hiểu đó là cái gia tài của mình đó. Mình muốn như thế nào? mình muốn ăn nói lộ mạng không biết gì cả, hay là mình ý thức lời mình nói, cái việc mình làm, cái điều mình nghĩ. Có những người bạn ha, ở trong nhóm chủ đó, nhóm thiền của chủ đó, chú hay nghĩ về họ tiêu cực mà chủ không để ý, tại vì chú nghĩ nó hiển nhiên quá, nó đúng quá, đó là cái điểm mù của mình đó, mình nghĩ nó đúng quá, có gì mà xét lại nữa đâu, họ là như vậy đó, đó mình nghĩ một cách hiển nhiên như vậy đó. Nhưng mà hỏi đó, ai nghĩ cái đó? Chỉ có mình thôi ai nghĩ cái đó. Cái dù cho 100 người đồng ý với cháu đó, nó cũng vừa là sai lầm cháu, đúng không? Cả nước đồng ý với cháu cũng là sai lầm. Tại vì sao lầm, sao mình có thể định nghĩa được một người bằng những cái ý nghĩ của mình được?
À, bây giờ những cái người mà mình nhận ra là mình có câu chuyện đó, mình làm gì? Cho thấy không? Nhận ra à, mình đang tạo nghiệp đó. Mình đang tạo cái sự xa cách và mình xác định là mình có thật. Mà mình có thật là mình sai lầm. Căn bản nhất là về cái đó là về tâm linh là sai lầm. Căn bản nhất là tưởng mình có thật. Và cái tác dụng của tưởng mình có thật là khổ. Nó đi liền ngay lập tức. Mình thấy cảm thấy xa lạ với đời sống, cảm thấy lạc loài. Cảm thấy giống như mình là từ đâu tại đây. Thì hồi nãy chú ví dụ đó, mình ngồi mình nhìn cái mặt cảm và mình thấy mình là đây, có những người A, B, C, D này không phải là mình, đêm 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 đó, những cái ô này không phải là mình đó, đó là cái biểu hiện của phân biệt. Lúc mà cháu bỏ được cái, bây giờ cháu thử đi, cháu bỏ được câu chuyện với một người đó, thứ nhất là mình coi câu chuyện là cái gì, người này là A B C D đó, những cái chuyện mình danh mình liệt kê ra cho người đó, đó là câu chuyện về người đó, đó là họ là như vậy này, anh A này là A B C D đó. A là bị bụng xịn, B là lộ mãi gì đó, đại khái đó, mình nói là họ là như vậy đó, mình xác định mình giá mình định cái giá trị của họ là như vậy thôi à. Mà mình cũng phải như vậy đó, đó là phân biệt đó. Phê phán là phân biệt, và tôi là không như vậy đó, là tự nhiên tạo ra ấn tượng về mình. Bây giờ cháu thử mình nhận thức mình có câu chuyện về người đó, bây giờ mình bỏ nó đi, tức là mình nhận ra là những câu chuyện đó là trong đầu mình thôi, đúng không? Chắc chỉ trong đầu cháu thôi, đâu có ai nghĩ vậy đâu. Cháu đi ra đường cháu có thấy có ai giảng cái bảng lớn là người đó như thế thế không? Đâu có đâu, chỉ có lòng mình thôi. Giờ cháu bỏ nó đi xong đó, cháu sẽ gặp họ cháu thấy khác liền. Cái khoảng cách giữa mình với người đó nó sẽ không còn nữa. Và cái sự mà gọi là không thích, chê hay là coi người đó không có gì ra gì đó, đó những cái đó nó sẽ mất đi. Và cháu cứ thực hành như vậy đó, nhận ra à, người nào trong gia đình mình, trong bạn bè của mình, trong người quen của mình, có những người mình có những câu chuyện với họ, nhận ra và mình bỏ, mình nhận ra là đó là cái tầm bậy trong mình thôi, nó vẽ vời, tâm trí nó vẽ vời ra những câu chuyện như vậy. Mà tại sao tâm trí nó vẽ vời như vậy? Tại vì tâm trí nó muốn có một cá thể biệt lập. Cái tác dụng của tâm trí đó là tạo một cá thể biệt lập, thành nó tạo những câu chuyện, có những câu chuyện về người này, về người khác, về những cái hoàn cảnh, về những cái tình huống mình gặp phải trong đời sống. Trong chiều nay là cháu có trải nghiệm như vậy đấy chú ạ. Tức là khi mà cháu chơi thể thao, thường là chơi thể thao là nó vận động nhiều lắm, cho nên là mình khó mà quan sát được cái suy nghĩ của mình, khó mà quan sát được cái cảm xúc của mình. Mình cứ liên tục phải 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 phản ứng với cái tình huống ở trong trong trên sân. Thế thành ra là, nhưng mà có một cái người mà lâu nay là cháu cảm giác nó xa cách, như chúng nó là mình đang tạo ra một cái cá thể là mình và cá thể kia là người kia, thì mình cứ gắn gắn nhãn cho cái người kia là A, B, C, X, Z này, thì thành ra là nó tự tạo cho mình một cái khoảng cách với người đó và mình không thấy sự gần gũi. Nhưng mà trong lúc chiều nay thì tự dưng lại đột nhiên là mình là chợt nhận ra là cái suy nghĩ này mình cháu quan sát được cái suy nghĩ của cháu nó nổi lên một cách tự tự phát. Thế là cháu quan sát được cái điều đó từ từ lúc đó là cháu tự dưng cháu thấy nó cảm giác với cái người mà lúc trước đó mình xa cách mà bây giờ cảm thấy nó gần gũi, mà nó cảm giác nó thân thiện hơn nhiều. Đúng rồi, Và như chú vừa đề cập đấy ạ. đó là phần thưởng của cái nhận ra bài tập, nhận ra cái vấn đề của mình nó cháu, đúng không? Phê phán là vấn đề của mình, câu chuyện của mình về người khác là phê phán, cái nhận ra là phê phán. Còn trong cái đời sống hàng ngày thì cháu cũng có một số vấn đề với các cái thành viên trong gia đình cháu á. Thì trước khi mà cháu vào vào nhóm thì tất nhiên là những vấn đề nó nổi cộm lắm, mà nó khiến cho cháu nhiều suy nghĩ rồi dai dẳng trong đầu. Nhưng bây giờ thì
thì quan hệ của mình với người khác nó tốt rồi, những thành viên nó tốt rồi. Vì thực ra là những cái mà những cái năng lượng xấu bây giờ khi mà mình nghĩ đến những cái người kia là nó nổi lên xấu ạ. Thì mình biết cách thực hành Chúa ạ. Thì mình khi mà nó nổi lên thì mình quan sát nó thôi, thì dần dần cái mình gặp những người đó, cái năng lượng nó xấu nó không có còn, không 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 còn nữa. Thì hóa ra là mình đâu có cần làm gì đâu, mà trong cái con mắt của mình thì mối quan hệ của mình với người kia bây giờ nó ổn lên nhiều. Tại vì sao ổn lên nhiều? Tại vì là những khi mà mình không có năng lượng xấu á, thì những hành vi, những cái lời nói của mình tự dưng có duyên hẳn đi. Đúng rồi. Mà khi mình nói có duyên thì làm sao mà quan hệ xấu được, làm Đúng sao mà rồi. mối quan hệ trở nên tồi tệ được. Đúng rồi. Nhưng ngày xưa khi mà những cái mối quan hệ của mình với người khác nó đang trục trặc, cái năng lượng xấu nó cứ nùn 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 nó nổi lên trong mình, thì làm sao cái lúc đó mình có cố nói chuyện, để mình có muốn lúc đó là cháu cứ cứ muốn nói ra những cái câu chuyện để cho mọi người gần gũi với nhau. Nhưng mà mình cố thì những cái lời nói mình ra nó vô duyên lắm ạ. Vô duyên lắm, thành ra là nó không 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 hiệu quả. Dạ, cháu xin hết ạ. Thì cái tác dụng của cái sự gọi là thanh lọc những cái quá khứ trong mình ha, về người đó. Mặc dù người đó vẫn như vậy thôi, không có gì thay đổi hết. Hiểu không? Người đó vẫn là ABC, vẫn là cái tánh nó vẫn vậy, cái ăn nói của vẫn vậy, cái suy nghĩ nó vẫn vậy, nhưng mà mình nó không làm phiền mình nữa, chắc hiểu không? Đúng Mình đúng 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 biết ạ. đó, mình biết là họ như vậy và mình không bị lừa, chắc hiểu không? Mình không bị vào vào những cái chiêu mà họ vẫn 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 sử dụng, chắc hiểu không? Cái thói quen của họ là như vậy. Thì mặc dù người đó vẫn như vậy, nhưng mình không còn bị ảnh hưởng bởi cái tiêu cực của quá khứ, chắc hiểu không? Với người đó, vì mình với người đó mình vẫn có thể sinh hoạt chung với họ và mình không bị ảnh hưởng, không bị lừa, không bị gì đó, chẳng hạn. Tức là mình phải trở thành mù loà mà trở thành dốt gì đó, không có. Mình vẫn biết người đó như vậy, nhưng mình không có bị ảnh hưởng bởi những cái chuyện xảy ra trong quá khứ nữa, và nó sẽ không tạo những cái sai lầm cho hiện tại, thì cho thấy không? Tại vì mình sáng suốt, mình trong sáng, mình không có bị những cái chuyện xảy ra trong quá khứ với người đó làm ảnh hưởng cái suy nghĩ của mình, cái lời nói của mình, cái cảm xúc của mình, cái hành động của mình đó. Thành ra mình nghĩ là mình phải làm cái gì đó cho người kia, không có. Mình chỉ làm cho mình thôi, mình chỉ thanh lọc những câu chuyện trong mình thôi, thì tự nhiên mình mở ra và mình trở thành một cái nhân tố, chắc là mình trong sáng như vậy, mình ra một cái nhóm đó, một cái nhóm người đó, thì tự nhiên nó sẽ tỏa ra cái sự sáng suốt. Mình sẽ nói những cái cần thiết mà ngắn thôi, cho thấy không? Em thì em không nghĩ vậy, ví dụ người kia nghĩ vậy, người ta như vậy đó. Em thì không nghĩ vậy à, vậy đó là đúng thật chứ, mà mình không nghĩ như vậy à, ví dụ này, người này thế này kia. Chỉ cần à, cháu không có nghĩ vậy, em cứ nghĩ vậy thôi đó, thì đúng. Bây giờ cháu không có nghĩ như vậy nữa, mà người khác nghĩ như vậy thì cháu chỉ cần là à, cháu không có nghĩ như vậy về cái anh đó hả? Về người đó, và tự nhiên nó có một cái tầng xung đột mới ha, trong mình, mà nó có cái tác dụng tiêu cực à, tích cực cho nhóm ha, cho cái những người mình tương tác á. Cái những cái này thì nó thực tâm thực hành sâu sắc hơn rồi. Để ý mình nghĩ cái gì, để ý mình làm cái gì, mình có những câu chuyện gì bên cái này khác, đó là thực hành sâu sắc hơn.